dốc như này nhé, đỗ lại và bảo đạp không phanh. Thì cháu cua làm sao mà áp sát được cái bạch trắng ở dưới đường, nhưng cách ra nhiều lắm là 30 phân đi dọc thành ra rồi. Thì đúng là vai cháu đứng giữa chuồng kia hoặc cái gương này nhé, đến cái bạch trắng này đi thì đỗ lại anh cua hết phải nhìn gương đây, cái bạch vàng nó đi xe ăn thẳng vào cái bạch vàng này thì đỗ lại đưa lên này, lên tí nữa rồi đỗ lại bắt hết phải đi. Đạp côn vào nhìn đúng rồi đỗ lại làm này là con cái đấy ừ, cốp cái kề cho lên cành đây nhá, hiện tượng lửa đi, cháu cứ vào lửa đi, nhìn vào bên phải này chạm vạch đến nơi rồi nhá, đúng lại này trả hai vòng thẳng rồi số 1 tiến lên, cứ hẹp bên phải thì trả thẳng tiến lên này, nhìn gương bên phải cách cái vạch ra cái đĩa xe 10 phân nữa 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 rồi đỗ lại quạt hết trái bên phải thì trả thẳng tiến lên này, nhìn gương bên phải cách cái vạch ra cái đít xe 10 phân nữa rồi đỗ lại quạt hết trái rồi đỗ lại số 1 đi ra nhấc cao chân phanh đi ra qua bả vai mình 30 phân cái mét vạch trắng ở bên dưới đường này 30 phân bên phải cua ra ngồi rượu hỏi mẹ mình hỏi học hành cháu học như thế nào đấy học chỉ hỏi cái rượu cua đi hết phải hỏi đi kệ mày đi hỏi quan tâm gì hỏi xem cháu học như thế nào đấy hỏi đi cứ mẹ rượu đi chán hai thằng bằng tuổi nhau lại hợp nhau lại đủ mọi cách cứ đi đâu mà nhất hôm nào đi họp lớp mà không thấy nhau xuống trường dưới luôn cháu trường dưới không ai lên gương giữa đường này chia đôi đạp côn mà đi cháu cua đi hết lái bắt đầu nhìn đầu xe trả dần đi để cho nó áp vào bên trái cùng cách ra được khoảng 30 phân nữa đừng để chạy động vạch dưới đến là cũng trừ điểm chip nhìn ngang đúng chỗ thì cháu đỗ này cũng hiểu được chưa chúng ta đi cái là chậm được nhớ đâu làm cua sớm thì nó sẽ quẹt vào cái bạch trắng kia là chip ở nhà mình nó quẹt đổ sáng khổ nó sát bên kia này phải sửa luôn đấy cháu phải sửa luôn không được để coi chạy mày chạy thẳng qua đi hai vòng rồi đây nhìn sang gương này lùi xuống để tí cho nó sát gần đến nơi bạch cái cách 10 phân đỗ lại quạt trái chứ không được để coi không ô tô là những trường cháu cũng tìm vào đi vào để đóng cửa nhà chứ không như này mất cái đầu xe rồi đỗ lại này về mo này về mo đi bác bảo cứ về mo này thò cái đầu ra nhìn đằng sau đằng trước này nó thẳng thắn đấy bánh xe thẳng đằng trước nữa không nhìn cắm đất đằng trước nữa đấy nghe chưa nhìn nó thẳng thắn chưa cũng như cháu đi chơi ấy mặc quần áo thì phải chỉnh trước đi ra bạn gái cười nhỉ đúng không thấy cái này thấy cái học bác cứ như thế không được gì phải vội số 1 đi ra ngắm vuốt đàng hoàng thế thì mình sẽ rút được kinh nghiệm à như này nó bị lệch đi ra qua vào vai cua bên nào thì nhìn gương bên ấy nó chạm vào đâu đấy xuống trong dưới nói chung cứ đi học là chỉ có cười thôi cứ yên tâm không có cái gì cả uốn lắn rất là đấy ví dụ nhiều thứ giữa gương giữa đường cua
nhưng phải bảo khoán người là dậy bừa dậy ẩu đâu, đạp hôn vào cháu cần thiết thì đệm tí phanh vào, nhìn ngang đúng điểm rồi làm đi, tự làm quá như nào thì sửa. Học sửa cũng quan trọng, không phải là học bảo vệ mình quan trọng, thì nhỡ cái không biết sửa đẹp không ai nhắc đâu. Cái xe thẳng rồi đấy, rồi thì đấy, nhìn gương nó thẳng rồi thì đi ra nhấc phanh này, gương từ từ để cho xe nó đỗ lên đi, đỡ đi, gương đến giữa đường này thì cho cua phần đường sang bên kia thì nó vào đây, cua hết lái cứ bình tĩnh không việc gì phải sợ, lên đi cứ lên, đạp hôn vào trả tay lái rồi đỗ lại cho nó vào, nó đi ra xuống bên kia, bắt đầu là đông dần nhấc phanh.